Chương trình này được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần phát trên hệ thống của đài truyền hình Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10, 14.2 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng đang live trên Facebook và cũng như là chiếu lại trên YouTube nữa thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, cũng như thường lệ thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Một lần nữa Lê Thái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình cùng với lại gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều và Như Huyền cũng chào Lê Thái. Hai chị em mình lại gặp nhau trở lại vào ngày Chủ nhật, mới hôm qua thứ Bảy mà bây giờ đã là Chủ nhật rồi quý vị. Một tuần trôi qua rất là mau và Như Huyền cũng kính chào tất cả các quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Và ngày Chủ nhật đây cũng là một ngày cuối tuần, tuần này thì nó short hơn, nó không có như là long weekend như tuần trước nữa. Và ngày mai là trở lại đi làm, là cái tuần nó dài hơn rồi thưa quý vị. Và thời tiết ngày hôm nay mát hơn nhiều so với là ngày thứ Bảy vừa rồi. Có nhiều mây, đi quý vị mà đi chơi thì có những lúc vào sáng sớm thì cũng có nhiều mây. Chủ nhật Lê Thái có plan gì là ngoài đi lễ ra là sau đó sẽ làm gì nữa? Ngoài đi lễ ra thì hôm nay thì Lê Thái có đi dự một cái đám tang của một cái người bác mà mẹ của một cái người bạn cũng rất là thân ở trong nhà thờ, nhưng mà thật sự là chỉ là một chút thôi. Mà thường thường là ngày cuối tuần thì em vẫn dành thời gian cho gia đình, và riêng ngày Chủ nhật thì không dành cho gia đình mà mình vẫn còn ở trên cái khu Orange County này thì chỉ đi công việc thôi. Nấu ăn nấu uống thì ngày thứ Bảy vừa qua là hôm qua rồi, Lê Thái đã có nấu ăn nấu uống này nọ với ăn uống với gia đình rồi. Thì nhà Lê Thái là thật sự bật mí cho quý vị, rất là đông anh chị em, đông cơ dần lắm. Bên vợ rồi bên Thái nữa rồi. Tại vì khi mà một năm á, là không biết bao nhiêu cái sinh nhật, có khi một tháng trùng 2-3 cái tiệc sinh nhật. Chưa kể nó trùng vô cái ngày lễ nữa thôi quý vị. Giống như là ngày hôm qua, ngày thứ Bảy thì trùng sinh nhật của hai người ở trong gia đình. Rồi trùng, chúng ta cũng chuẩn bị trùng với cái ngày lễ Father Day nữa, chứ sắp tới nữa. Rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra là nhà Thái tiệc tùng ăn uống dữ. Tiệc tùng là Lê Thái phải nấu ăn quá trời luôn. Chính xác là Lê Thái nấu ăn rất là ngon thưa quý vị. Thường xuyên là chỉ có một mình Thái đứng bếp thôi, và những cái người chung quanh giống như là chị em trong nhà thì phụ Lê Thái như nọ thôi, còn Thái là bếp chính, Thái nấu rất là nhiều. Hầu như là bây giờ đi đâu ai cũng đè ra nấu hết, từ bạn bè, bà con, thân bằng, quyến thuộc này nọ. Hồi đó ở Việt Nam cũng vậy nữa, Thái đi công tác các tỉnh hay đi đâu đến nhà bạn bè chơi thì tất cả người bạn của em đều đè em ra nấu, tại vì cũng cái món đó nhưng mà người ta ăn, người ta không có thích cái vị của những người thích khác. Vị của Thái nấu thôi. Thích vị của Thái nấu từ cái món miền Tây, món miền Nam, Sài Gòn, miền Trung này nọ, Thái đều nấu được. Vậy chứ mình như chưa được thử lần nào hết quý vị. Tại vì được vừa rồi chị Như Huyền có hẹn hò là đến nhà chị Như Huyền thưa quý vị, nhưng mà thật sự là chúng ta bị đại dịch mà làm sao dám đến nhà ai được. Thành ra là hy vọng rằng là có thời gian sắp tới thì Lê Thái có thể nấu một chút gì đó cho chị tới Như Huyền để cho chị Huyền review lại cho quý vị có thấy ngon hay không. Nghĩ là rất ngon rồi. Lê Thái post những cái hình ở trên Facebook nhìn rất là professional và cũng rất là ngon thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền rất là nhiều vì đã luôn luôn nào cũng theo dõi Lê Thái trên Facebook. Và thưa quý vị, quay trở lại chương trình Cà phê sáng cuối tuần thì chương trình của chúng tôi vẫn xoay quanh những vấn đề chung quanh cuộc sống, về khoa học kỹ thuật, về những thông tin về đời sống, về giải trí, và song song đó thì chúng tôi đưa đến thông tin một vài cái con động vật nó cứ liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Một số thông tin về xã hội, về gia đình này nọ thì Lê Thái, Như Huyền cũng hay thỉnh thoảng mình vẫn hay đưa lên đúng không? Hay về sức khỏe, cái gì mà liên quan đến cuộc sống thì Lê Thái và Như Huyền đều muốn gửi đến quý vị để chúng ta có thể chúng ta chiêm nghiệm lại, và chúng ta nghe những cái thông tin này để chúng ta đúc kết lại những cái gì đó tốt nhất ở cho cái đời sống tinh thần, đời sống xã hội của chúng ta, để cho chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Riêng cái chương trình Cà phê sáng cuối tuần vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật của Như Huyền và Lê Thái thì chúng tôi không đưa đến những thông tin về chính trị. Chúng tôi chỉ nói ít về chính trị thôi, mà chúng tôi nói đa số về những thông tin về giải trí, về thoải mái để cho quý vị cảm giác ngày cuối tuần vui vẻ. Thành ra là một số mà quý vị, chỉ có để một số quý vị nào mà người ta thích những cái thông tin về chính trị, về news này nọ đó, thì người ta vui, người ta ít, rất ít coi chương trình của mình. Nhưng một số người mà ta thích về những cái giải trí thì người ta lại hay coi những thông tin mà Lê Thái và Như Huyền gửi đến quý vị. Thành ra Lê Thái và Như Huyền vẫn luôn lúc nào cảm ơn những quý vị nào vẫn đang theo dõi chúng tôi, và cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì
thì chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần của Duy Hiền và Lê Thái cũng sẽ được rất là nhiều khán giả đón chờ xem. Và đôi lúc là không phải là những cái tin nóng hổi giống như là bắn súng thì nọ, nhưng mà thực sự là những tin giải trí, những tin mà cảm giác cho quý vị thoải mái, và Lê Thái và Duy Hiền cũng thoải mái khi chúng tôi nhâm nhi ly cà phê. Và kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên thì Lê Thái đưa đến quý vị là thông tin về một cái người thanh niên ở nước Trung Quốc. Thưa quý vị, anh không có ngờ trong một cái thoáng phút chốc thôi mà anh trở thành một cái người rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhưng mà nổi tiếng thì cái sự nổi tiếng của anh nó đi kèm với những cái phiền toái trong cuộc sống, mà khiến cho anh hiện nay thì cái thời gian nghỉ ngơi của anh nó không có. Và cái người đàn ông này là ai? Và trên màn ảnh Lê Thái và bên phòng kỹ thuật sẽ cho quý vị xem thông tin về anh. Và kính thưa quý vị, anh bỗng dưng nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và mỗi ngày thì anh tên là Trình Vận Phó đều bị hàng ngàn, hàng trăm streamer vây kín, không được nghỉ ngơi hay là không thể đi chợ gì hết. Thưa quý vị, anh ở thành phố Lâm Nghi và bán mì, và những cái tô mì của anh chỉ bán có 3 đồng nhân dân tệ thôi và không tăng giá trong rất là nhiều năm qua, là tựa đề của một video ngắn xuất hiện trên mạng TikTok hồi cuối tháng 2 vừa qua, và nay đã đạt hơn 200 triệu lượt xem, biến cho Trình Vận Phó trở thành một cái người vô danh, trở nên rất là nổi tiếng ở trên các nền tảng của mạng xã hội ở Trung Quốc. Và anh Trình chỉ là một người đàn ông làm nghề bán mì ở một cái ngôi làng nhỏ nằm gần thành phố Lâm Nghi của tỉnh Sơn Đông. Và suốt 15 năm qua thì anh chỉ bán với mức giá duy nhất là 3 đồng nhân dân tệ một bát, bởi anh cho rằng là nếu mà anh tăng giá nhiều quá thì dân làng, thưa quý vị, người ta sẽ không có thể mua được, bởi vì cái làng của anh cũng là một cái làng rất là nghèo, cũng khá nghèo, thưa quý vị. Và kể từ khi anh xuất hiện trên TikTok thì mỗi ngày đều có hàng trăm streamer, là những cái người mà người ta làm công việc về phát sóng trực tiếp cũng như là YouTuber, thưa quý vị. Và những cái người hâm mộ, người ta tìm đến nhà anh Trình để mà quay phim và chụp ảnh. Và người ta coi đây là một cái mỏ câu khán giả để mà có nhiều người ta xem cái kênh của người ta hơn, nhiều cái viewer hơn, thưa quý vị. Và ngôi làng của anh Trình với dân số chưa đến 1.500 người, nhưng có lúc đã đón đến khoảng chừng 1.000 cho đến trên 1.000 người đến để quay streamer, để mà quay live anh. Nổi tiếng dữ. Khi mà chúng ta nghe cái thông tin này thì em cũng bật cười về cái khả năng mà nổi tiếng của anh ở trong vòng chỉ có mấy tháng trời thôi, thưa quý vị. Và nhà anh nằm ở trên một cái đỉnh núi với diện tích là chỉ có 50m² thôi, và buổi trưa ngôi nhà này đã bị vây kín bởi những cái streamer và những người hiếu kỳ với chiếc máy quay điện thoại lúc nào cũng ở chế độ sẵn sàng. Và từ ngày anh trở nên nổi tiếng thì anh chỉ đứng biểu diễn làm mì trước cổng, hết giờ lại lui vào nhà nghỉ ngơi. Và người đàn ông 40 tuổi này thậm chí không thể đi chợ như bình thường, vì cứ mà anh mỗi lần anh bước chân ra ngoài, thưa quý vị, là cái bị đám đông người ta bu quanh. Và mẹ anh trước kia chỉ làm những cái việc lặt vặt thôi, thì nay lại mở một cái quán nước trước cổng và phục vụ khách tới xem. Và người phụ nữ ngoài 70 tuổi, dù là cái vẻ mặt luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến giờ này thì bà vẫn không hiểu là tại sao cái cậu con trai của bà lại nổi tiếng đến như vậy. Bà nói rằng là anh chỉ bán rẻ hơn những người khác chỉ có 1 tệ thôi. Có nghĩa là cái tô mì của anh trong mấy năm qua anh bán 3 tệ, người ta bán 4 tệ. Mà đến ngày hôm nay thì người ta vẫn có lên giá 4 tệ mấy, 5 tệ, nhưng mà anh vẫn giữ giá 3 tệ. Và bà nổi tiếng. Vậy mà bà vẫn nổi tiếng, đến giờ bà mẹ vẫn không hiểu lý do tại sao mà đứa con trai của mình nổi tiếng đến độ đó. Và không chỉ gia đình Trình mà người dân trong làng thì người ta cũng được hưởng về những cái sự nổi tiếng của anh. Hàng chục cái quán ăn đã mọc lên gần nhà cái anh bán mì này, thưa quý vị. Và để nhằm phục vụ cái đội ngũ mà streamer và những người khách thập phương, người ta đến để người ta tham quan và người ta xem anh làm mì. Và mọi người trong làng của ông Trình vốn là làm nghề nông từ lâu lắm rồi, thưa quý vị. Và một số thanh niên thì người ta bỏ đi làm ăn xa, và chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở khu làng của anh thôi. Và trước đây thì chỉ có một cái con đường nhỏ duy nhất dẫn vào làng, thưa thớt xe cộ. Nhưng từ khi mà anh nổi tiếng thì anh Trình đã bỏ tiền sửa đường xuyên đêm và thuê thợ viễn thông lắp màn tốc độ cao để phục vụ như là cầu nhu cầu cho tất cả các đội ngũ streamer. Người ta có thể di chuyển đến cái chỗ anh để người ta quay. Và trưởng thôn của làng ông là ông Lý Tây Tường, tình nguyện giữ trật tự công cộng và xây dựng các bãi đầu xe thu phí. Nhiều dân làng đã bỏ ruộng vườn và chuyển sang bán những cái đồ ăn, thậm chí là mở nhà trọ. Một số người thì mở những cái quầy lưu niệm để mà phục vụ cho những cái người mà đến đây để người ta tham quan. Và kính thưa quý vị, anh Trình làm việc từ 10 giờ sáng cho đến chiều, và có hôm mà đến khuya luôn. Và khoảng giờ đó thì có hàng nghìn người đến và rời đi sau khi anh quay hình trực tiếp, hoặc là xem cho thỏa chí tò mò. Có những người ta lái ô tô hơn 3 tiếng đồng hồ
Hồ từ Giang Châu, từ Giang Tô, từ Quảng Châu đến chỉ ăn một cái tô mì chỉ có giá 3 tệ của anh thôi. Và thậm chí một số người ở Nội Mông xa xôi người ta cũng tìm đến nhà để chụp hình với người đàn ông này làm kỷ niệm. Và rồi còn kéo cả cái con cái và những cái người thân của người ta đến để người có thể là anh truyền cảm hứng về cái nghề bán của anh để cho mọi người người ta có thể người ta học hỏi thêm. Và tuy vậy thì anh không hề buồn và anh cũng không hề cảm giác là khó chịu, bởi vì anh nói rằng hiện nay thì tất cả những cái người trong dân làng đều sống nhờ cái sự nổi tiếng của anh. Thành ra một số người ta phỏng vấn, người ta hỏi anh rằng anh có cảm giác mệt mỏi không khi mà 3 giờ sáng anh phải thức dậy. Và lúc nào cũng có người trực chờ ở cái nhà anh hết, mở cửa ra là hàng trăm hàng ngàn người ta đứng phía trước, hay người ta mua quà. Và thậm chí người ta hét anh lên, anh ơi cười nè, anh ơi anh cười, anh cười lên, anh này nọ. Anh vẫn thoải mái, thản nhiên. Hồi đó thì anh cảm giác anh rất là khó chịu bởi vì anh không quen với sự nổi tiếng. Nhưng bây giờ anh đã quen dần rồi và anh nói rằng anh nổi tiếng mà anh làm giúp được rất là nhiều người ở cái dân làng của anh thì anh đành phải cố gắng thôi. Và cái câu cuối cùng mà anh nói rằng là nếu cho chọn lựa lại anh có muốn mình trở nên nổi tiếng hay không, thì anh nói rằng là cuộc sống dân làng tôi thay đổi nhiều, vì thế nên tôi lúc nào cũng phải cố gắng. Đó là câu cuối cùng anh chốt lại, một câu rất là dễ thương thưa quý vị. Và đây là một cái thông tin rất là dễ thương trong buổi sáng ngày hôm nay, mở đầu của chương trình Cà phê sáng của tôi. Quý vị ơi, quý vị dù bản hình, Như Hiền và Lê Thái sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.